Wow, đã lú cái miệng lên đã chưa? Phê thiệt luôn cả nhà ơi. Tắp này. Ủa cả nhà, cái này hợp nghi mà. Này 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 này. Ui to, ui không không. Quá to lắm cả nhà ơi. Ui này cả nhà ơi. Quá không không không. Ui quá lươn tấm lùa cả nhà ơi. Quá. Trời ơi con lươn nó to. Đây nó có hang này cả nhà. Đó, hang này hang khổng lồ này nha. Hang đây hiệp cao 6-7 con rồi. Lượng 5-6 lạng không. Có được một con hiệp cao được con 7 lạng mấy đó. Mà đợt nước này không biết là có em lươn nào vào chưa đây. Lao quá rồi chưa cao cái hang này nè cả nhà. Rồi đi hiệp xe thử nha. Làm đó em là khủng khủng lâu cho nó đã nha. Mấy hang đây vào vào lưng khủng không cả nhà ơi. Ui bật nước có cả nhà ơi, có đó, nước lạnh xuống này. Ồ trời là mất kịch ngày đã nha, biết bao lớn nè. Ui quá to lắm cả nhà ơi, quá nó to. Ui không 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 lô không lô cả nhà ơi. Quá wow, khổng lồ luôn nè. Quá wow, đông mấy dữ. Nó đều có kịch phát. Trời ơi cái con này to lắm cả nhà ơi. Quá wow. Rồi rồi đi nắm lại an toàn chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi đây cả nhà ơi. Quá wow. Tuyệt vời luôn. Ui cái con lươn nó to. Quá wow. Ui cả nhà xem nè. Cái đuôi nó làm như lực sĩ tập tạ. Quá wow, cái đầu nó to lắm cả nhà ơi. Cái vòng tay này nó to khủng khiếp. Ui con này chắc khả năng 7 lạng có cả nhà ơi. Trời ơi nó to. Quá cái đầu nó cũng khiếp. Đi xe vào thấy nó ực nha. Mùa hồi nó chảy vô mát rớt quá cả nhà ơi. Mát cái đoạn chưa bớt nữa. Trời ơi con lươn nó sướng. Đã. Đụng mấy em hàng khủng cỡ này kéo lên mới sướng cả nhà ơi. Chưa được một phút. Đớp vào lâu chưa được một phút cả nhà ơi. Lâu nó lên liền. Ui qua này cả nhà xem này, trời ơi cái đầu nó to khủng khiếp. Thiệp nghĩ con này phải 7 lạng cả đó cả nhà, 7 lạng khỏe. Quá hèn gì cái lúc Thiệp náp lên nó tụt xuống dưới cái đuôi đây mà nó không tuôn ra là do nó có cái đường gần sáo này cả nhà. Mình náp nó giữ lại được. Ui đã tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đụng em lưng khủng kéo rồi đúng đã luôn. Trường đớp vào phát là nghe hấp dẫn liền. Mấy cái hang này lươn khủng vào mét cả nhà ơi. Quá đã luôn. Rồi vào túi. Quá wow, con này dài thò. Nó còn lòa cái đuôi luôn này cả nhà. Quá wow, ngon lành. Trời ơi lươn khủng mà thấy hấp dẫn rồi. Đúng phê cả nhà ơi. Đi quay lại cái điểm hang cho cả nhà mình cùng xem. Rồi dưới đây mới xem được cái hang này. Ồ, Sam đụng cái đường hang hiệp vạch ra nha. Trời ơi, cái đường hang nó to lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhìn mê cái hang không? Ồ, nó nằm ở dưới nguyên một cái lớp bao như vậy nè. Rồi, để hiệp cao thử nha. Cái hang mê không cả nhà? Quá đẹp luôn. Ui, bật nước nè. Ui, nó dọc cái nước này cả nhà ơi. Xe xuống nó ọc cái nước đã không? Ui nó ọc mê luôn. Quá nó ọc lên ọc xuống thì đã cả nhà ơi. Ui sao mà nóng lạnh nữa ta.
Ui, nó ọc lên ọc xuống nha mình không. Nó ăn mậu cái chưa. Ui, giống mèn ta. Giống mèn quá cả nhà ơi. Nè, ăn, ăn, kéo này, kéo này. Ui, nè lắm cả nhà ơi. Quá, không, 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 không. Ui, không cả nhà ơi. Quá, quá. Không đâu, không đâu. Điệp nắm lại nó an toàn nè. Ui, khủng lồ cả nhà ơi. Điệp đưa lại tiền nghe. Rồi đây cả nhà ơi. Quá, wow, lại an toàn rồi. Ui, khổng lồ cả nhà ơi. Quá mê chưa. Ui, cả nhà xem luôn nè. Trời ơi, nó to, nó đá cả nhà ơi. Quá. Trời ơi, nó lại nhịp nắm không được với nó luôn. Rồi Điệp chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Trời ơi, con này to lắm. Rồi đây cả nhà ơi. Trời ơi, nó mê luôn. Wow. Rồi ơi, nó táp lập bập dính cái lưỡi mà nó còn táp này cả nhà ơi. Wow, con này to. Nám một nám không hết luôn cả nhà ơi. Lan Điệp nám không lại nó luôn. Em phải đưa lên trước thì mà không dám một tay một tay là không không cánh là nám được nó luôn cả nhà. Ơi, Điệp nám nó mệt gồng luôn mà. Trời ơi. Mệt thiệt chứ con lươn luôn cả nhà ơi. Wow. Quá là tuyệt vời, quá đã luôn cả nhà ơi. Trời ơi, sướng sướng. Mới vừa xe con bầu vào thì thấy nó ốc cái nước liền. Ghê vậy rồi. Wow, xăm xuống mấy cái đường hang nhìn mê thiệt luôn cả nhà. Wow, mê thiệt. Wow, nó sướng như con lươn luôn. To lắm cả nhà ơi, con này nghĩ phải làm bằng 6 lạng rồi. Làm bằng 6 đấy. Wow. Giờ này mà nó còn rủ cái tay với nó luôn nè cả nhà. Tê cái tay với nó luôn đó. Trời ơi, cảm giác nó phê thiệt luôn. Trời ơi, ngon lành. Hay với cả nhà một tí bao nhiêu là vui rồi. Lát này về căn cho cả nhà mình cùng xem. Trời ơi, nó mê thiệt luôn. Này trúng cả nhà ơi. Wow, con này nghĩ phải 6 lạng khỏe. Nặng lắm cả nhà. Vừa thả cái tay vào nó rượt cho liền. Ui, cái đẩy lường hôm nay nó mê tuyệt vời luôn. À, nó sướng. Ôi, mà lưỡi này, cô lưỡi đây nè cả nhà. Nè, mà lưỡi đây nè. Trời ơi, nó mê. Lưỡi đại mà đông. Chắc nụi luôn cả nhà ơi. Nghe này còn rủ cái tay với nó mà. Rồi dưới đây nó có cái hang nữa nè cả nhà. Đó, cái hang gì đẹp ghê cả nhà ơi. Đã chưa? Rồi đi xe thử nghe. Những cái hàng nhìn đẹp ghê luôn ạ. Làm này là to đó nghe. Mới vừa thấy nó cứ dần dạng cái đó. Đó. Đó, y luôn. Dần đất. Này, 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 này. Này, cái nào đi. Này, nghe. Lên 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 từ lên từ cả nhà ơi. Ui, nó trào lên, nó trào lên, nó trào lên. Mấy con này dưới bụng đùi lắm. Ui, nó lên, nó lên, nó vướng cái gì rồi. Lên 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 lên. Ui to, ui khùng khùng. Ui, nó mang xe không bày cả nhà ơi. Wow, nó to lắm cả nhà ơi. Wow, nó to lắm, nó to lắm. Wow, Điệp đưa lại an toàn á. Rồi 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 rồi. Cả nhà ơi, Điệp nắm lại an toàn chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Wow, khổng lồ cả nhà ơi. Về luôn. Rồi đây cả nhà ơi. Wow, nó sướng. Ui, đã, con này to ngon ghê cả nhà. Con này chắc cũng tầm 5 lạng. 5 lạng hơn 5 lạng đó cả nhà. Ui, lươn mập rập luôn. Đúng mà lươn trong cái ao đây lươn mập không cả nhà ơi.
Về thiệt luôn, quá đã luôn. Cái hàng quá lớn mà lần lượt thì ớn luôn nha, mà nó đóng mấy tay cả nhà, nó đóng mấy tay mà nó đóng hơi xéo một bầy nha. Cái đó mà rỉ xuống rồi, rỉ mạnh xuống là dễ bị bứt lắm đó cả nhà. Trời mưa ta, để kéo lùng mưa. Trời, phê thiệt luôn cả nhà ơi. Đã đúng ngay lương nha, là kéo cảm giác phê liền thôi, quá khiếp. Rồi để cho nó vào túi, lát ghé ông anh kia là ông mừng lắm đó cả nhà. Ghé ông anh kia là có lương có mồi là ông anh ông mừng lắm, đụng em cũng là khiếp rồi. Này cả nhà ơi, đúng đã luôn. Chướng đụng cái lưng cũng là kéo đã, đúng là đã ao rồi. Ít cái người đụng đẩy tới là có lương cả nhà. Rồi dưới đây Hiệp thấy có một cái hang lúa mậu này cả nhà. Này nó nằm dưới đây nè, nó hơi trào quá sình sình lên nè. Chỗ đây nó có để vạch cái nhánh lục bình ra đi. Nè, nó có cái hang lúa mậu cái nằm ngay như chỗ đây nè. Cả nhà thấy nước sình sình nó hơi trào lên nghe chưa. Rồi đi ép xe đi nha. Nè, cả nhà thấy nước sình nó trào lên nghe chưa. Có con lương như này nè cả nhà ơi, đẩy nước lên nè, đẩy sình lên nữa. Thường nó có cái hang lúa mũi nó có con lương là nước mũi nó ra ra nó nhẹ lắm cả nhà. Nằm nó biết cái hang nước nó chảy yếu. Giống mạng hả ta? Ủa ai cả nhà? Em im đi đây chưa? Nghe đảm đảm tại đó. Ủa cả nhà ơi, riết nghe đảm tại nghe. Nè cả nhà ơi, nó rỉ cái tay nè. Ủa đảm tại cả nhà ơi. Lên từ con này được cả nhà, riết ngay đàm tay ghê. Ui khủng cả nhà ơi, quá không nè cả nhà, khủng nè, quá trời ơi, ui khủng cả nhà ơi, lên chà. Ủa nè, im ở dưới cả nhà thấy mê chưa, chà chướng con này to ghê cả nhà. Rồi đi em nắm định hình lại, em chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Con này to đã lắm cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà ơi. Ôi đã luôn. Chà, to ghê cả nhà ơi. Ôi con này nam lạng có cả nhà ơi. Đóng mép hồng mà đóng sau cho mình xe xuống này. Em im như đó mà không có để ý đó cả nhà. Rồi phê thiệt luôn cả nhà ơi. Đóng kiểu này làm sao mà xả cho nổi. Nó rỉ xuống nha, cái lúc mà nó đóng rồi nghe, kéo nghe, nó rỉ cái tay xuống nghe, mà cảm giác được con lương khủng đó cả nhà, cảm giác được to. Này cả nhà mình xem này. Nè, đóng kiểu này thì thôi, đóng lúc cái lưới câu luôn. Chạy gì nổi cả nhà vậy? Phê thiệt luôn. Con này nghỉ với tầm nam lạng. Đã chưa, đụng mềm lương cỡ này là kéo phê thiệt luôn cả nhà. Nó rì cái tay xuống nghe, nó giật đuổi giật kéo xuống, nó làm gì đâu luôn. Rồi đám cưng ngát. Rồi ngon lành cả nhà, cho nó vào túi đó. Nhưng mà cái này kéo là phê rồi, quá đã cả nhà ơi.
mấy em đừng cũng khủng cả là kéo chứa tay liền. Rồi dưới đây nó có hang nữa nè, đó hang to nữa cả nhà ơi, mê luôn. Hy vọng làm tiếp em khổng lồ kéo nữa nha. Trời ơi mấy cái đường hang đẹp thiệt, đẹp xe thử nha. Mấy cái đường hang thấy hấp dẫn quá cả nhà ơi, làm lên em khủng nữa nha. Mấy hang này cũng dễ có đường to lắm đấy, dễ có đường khủng khủng. Ui thì mới thấy nó ở con cái đó. Thế nó nước xuống cái mà. Ủa cả nhà, những cái nọt nghi mà làm cái ục liền. Ủa, có vẻ đàn cả nhà ơi. Ủa, có vẻ tàu đấy cả nhà ơi, nọt nước hết chưa. Nghe đàn tài lắm. Nghe này cả nhà ơi, này này này, lên này lên này, ui này ghê chứ đâu phải nhẹ đâu. Nặng lắm cả nhà ơi. Ui nó cứ ngát luôn. Ui nó cứng lắm cả nhà ơi, cứng tê tay luôn á nghe. Trời sắp mưa rồi cả nhà, ngủ xuống rồi. Trời nó cứng tê tay của Hiệp luôn. Ngon ọc nước có chưa. Ốc lành, ốc lành, ốc lành, dưới bụng đùi lắm cả nhà ơi. Ui không nữa. Quá không nữa cả nhà ơi. Không nữa, không nữa. Ui. Quá. Ui tốt, 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 tốt. Đưa lên ngâm rụng đi. Quá. Trời ơi mê rồi, để chia sẻ luôn cho cả nhà xem. Để tụt cái tay nữa nghe. Rồi đây cả nhà ơi. Quá đã luôn. Ui hôm nay trúng mánh cả nhà ơi. Trời ơi con này to nữa. Quá trướng thiệt luôn. Ui quá đã cả nhà ơi. Trời ơi hôm nay trúng lươn củng. Lươn này lươn to không cả nhà ơi. Ôi kéo lên mà tê tay như nó luôn. Trời chắc mưa rồi cả nhà. Mù đen luôn kìa. Quá trời ơi nó mê. Năm lạng nè. Cỡ năm lạng cả nhà ơi. Quá, hôm nay trúng mánh lớn cả nhà. Thật sự trúng mánh lớn luôn. Quá đã luôn. Trời ơi con này nó móc rập nữa chứ. Trời nó lên. Nó làm cái ụt xuống cái nghe kéo tê tay cho nó luôn. Rồi rồi đi cho nó vào túi á. Trời sắp mưa. Sắp kéo luôn mày lớn rồi cả nhà ơi. Vào vào vào. Ôi đã trời ơi cái đẩy lường hôm nay cả nhà ơi. Nó đạn. Quá sướng. Trời sắp mưa rồi. Rồi dưới đây tìm được cái hang này cả nhà. Đó cả nhà xem cái đường hang đẹp chưa. Nhỏ nhỏ thôi cả nhà ơi. Nó có cái lỗ nhỏ thì vạch vạch ra những đường hang đẹp ghê luôn. Rồi đi cao thử nha. Nhiều khi mấy cái nhỏ nhỏ vậy mà lươn khủng đó cả nhà. Nước nó mới vừa xuống nó thổi lên mấy cái mài nhỏ nhỏ vậy thôi.
thấy bình tĩnh vậy ta. Xe xuống lúc cái dây cao luôn đó cả nhà. Ủa giống An hả? Ủa An kéo kéo dây cao, kéo dây cao. An cả nhà ơi, ủa không thấy lên luôn, không thấy chấp nhô nước luôn. An im im ghê đã. Ui xe sao quá, xuống nó mát dưới đây luôn cả nhà ơi. Cứ ngát dưới đây rồi. Mình lại lên. Mới giật lên cái này. Ừ, lên uống cái xì bọt ngoài kia cả nhà ơi. Nè ớt nè, ớt nước nè. Ớt nè cả nhà thấy ớt không? Chỉ biết bao lớn cả nhà ơi, do nó mát mình không có cảm nhận được lương bao lớn. Ui cái này phá vạch rồi cả nhà ơi. Xe xa quá, xe hết cái dây cao mà. Chắc là phá vạch đưa xuống thôi. Đi đây lầm không nè. Nói nói nữa. Chân nói là hồng kéo là ép. Ui cái hàng to mà cả nhà ơi. Cái hàng to. Ui cái nhà ơi, nó riết đàm mà cái nhà ơi. Hiệp nghe nó kéo xuống cái đàm đó. Đàm 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 cái nhà ơi. Xe xuống sao quá, nó mét mấy cái cài này nè, nó vướng cái này nè. Không có nhà ơi. Nguyên cái góc như này nè. Nguyên cái góc cài như này. Cái góc cài như này luôn mà làm sao mình bư ra cho được. Chưa biết bao lớn cả nhà ơi. Nhưng mà có cảm giác. Cố gắng vạch thử là sao cả nhà. Có cảm giác là sướng rồi. Điều chỉnh cái máy cho nó ngay cho cả nhà xem cho nó rõ. Làm em khủng cho nó xứng đáng nha. Khủng quá cả nhà ơi. Góc không nè. Góc tè. Tè không cả nhà ơi. Nè. Tè nè. Chưa tới được cái lưỡi. Thì vạch chưa tới được cái lưỡi luôn. Ui, ui cái nhà ơi, con này to đây. Con này to. Mơ nhủ lại một cái này. Con này to cả nhà, riết đàm. Riết đàm lắm cả nhà ơi. Ui nó chật chật ấn quá. Lành lành lành. Lành lành lành. Ui riết riết riết. Ui nó riết xuống. Thank you.
tới đây 5 mét rồi cả nhà ơi. To không chịu thương luôn, không có nhà ơi. Xứng đáng wow. Cả nhà ơi, xứng đáng với cái công cả nhà ơi. Wow, đã luôn. Khủng xịt tương cả nhà ơi, xịt tương. Con này đóng em dưới nhưng mà đóng hơi chẹt, hơi bị xịt tương. Rồi đi hiệp lao bớt thì chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Trời ơi, chẹt được 5 lạng cả nhà, khỏe đó. Rồi đi hiệp chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi đây cả nhà ơi. Wow, tuyệt vời luôn. Đụng em khủng đã cả nhà ơi. Chắc được 5 lạng cả nhà, nghĩ chắc được 5 lạng. Mét của hiệp nó còn nhòi quá cả nhà ơi, nó khó chịu con mét quá. Ráng đi mà có được em khủng là vui rồi cả nhà ơi. Bị xịt tương chà sương, chắc được 5 lạng cả nhà. Thì không thấy nó lên xuống luôn rồi cả nhà nghe, không thấy nó lên xuống luôn mà do nó ở dưới sao quá. Hiệp xe nó xuống sao đó, xe nó xuống sao là bắt đầu nó ăn im ở dưới. Tới lúc mà hiệp bạch xuống rồi, hiệp kéo nó gần lên rồi đó, rồi bắt đầu là nó mới có cảm nhận là nó riết xuống, mới cảm nhận là lương khủng mấp rập. Mùa này lương mấp ghê cả nhà, chắc được 5 lạng nghĩ cỡ đó, có thể là yếu 5 lạng một tí. Cái hàng nhỏ vậy nha, lên lương khủng sướng, làm phát mở hàng phải ra luôn. Ít nhiều gì có em lương khủng cho cả nhà mình xem là vui rồi. Hôm nay cũng cố gắng lắm đó cả nhà. Rồi nước nó đang rút đó, mà mình nghỉ ở nhà 2-3 hôm thấy nó tiếc đó nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà, cái hang đây cao được nhiều lương khủng lắm rồi đó nha. Mà nước hôm nay nó cũng mới vừa rút sắp sắp nè, nó biết cái hang cả nhà, thì mới vừa vạch ra nó mới trống được cái đường hang này, sình nó phủ á. Rồi đi hiệp xe thử nha, nước nó cũng còn hơi loãng quá cả nhà. Đây mà nó rút xuống sắp vừa cái miệng hang này đẹp hơn. Hang này lại ra cho nó có lường khủng hết rồi. Ui cả nhà ơi, vừa xe vào đớp luôn cả nhà ơi, xịn không phóng nè. Ui này cả nhà ơi. Quá không ui con lươn nó to. Không rồi cả nhà ơi. Ui vừa xe vào đếp luôn thôi. Chà, lành. Ui cả nhà ơi. Chà, con lươn nó to mê luôn. Ui đã nha. Vừa xe vào nó lượm luôn cả nhà ơi. Rồi để định hình nó lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Trời ơi con lươn nó đã phê luôn cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà ơi, phê luôn. Wow, tuyệt vời cả nhà ơi. Đã. Ui con này chắc cỡ 5 lạng này cả nhà. Con này là 5 lạng khỏe. Đúng là xong là cao là hấp dẫn vậy đó cả nhà ơi. Xong là lai rai là nó có lương khủng. Có lương khủng nó vào mít thôi. Ui nghe, mình xe vào nghe, nước nó hơi loãng quá cái này nha. Nó mà nó vừa sắp cái miệng hang nghe, hoặc là nó thấp hơn cái miệng hang một tí á, thì mình xe vào mình con lương nó lên là mình biết mình đẹp không nghe. Còn ở đây nước nó hơi loãng quá, mình xe vào mình không có thấy nó nước nó ợt lên, nó xe vào đứt liền luôn. Phê thiệt, cái lúc mà nó đóng được rồi cả nhà, rì cái tay xuống này rồi vô rồi khỏe rồi, rì cái tay xuống là biết lương to rồi cả nhà. Đã còn nghe tuyệt vời cả nhà ơi, người lại rai và ra xong rồi đồng lương khủng kéo cho cả nhà xem là phê rồi cả nhà ơi. Đã rồi, đúng là xong là nó có lương khủng đó cả nhà, xong là lai ra là nó có lương khủng biết thôi. Xong mà nước nó thay đổi liên tục đó cả nhà, nước lớn nước nhỏ rồi nước nó chảy đó, nên lương lai ra là thấy con này tới con kia nó có miết. Còn ao hồ là nước nó đứng rất là hiếm nên khoái cao lương xong rồi phải đó. Trời ơi túi thôi hả, tuyệt vời. Túi của Hiệp là túi đây nó cũng lủng hết rồi cả nhà ơi, đục như thun rồi. Lai rai đồng lương khủng kéo là cảm giác sướng thằng cả nhà ơi, quá phê luôn. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà, cái hang này to lắm cả nhà ơi. Đó cả nhà xem cái đường hang này mà không biết là ra sao đây. Rồi đi xe thì nghe.
là mấy em nào ký nha, mấy cái hang này khủng khiếp thiệt á chứ. Ui cái nhà ơi, thì vừa xe vào nó làm cái đuôi luôn, bò lớn này. To cả nhà, ui đã ăn lương luôn này cả nhà, phê chưa, đóng ít dưới an toàn luôn rồi, đi đẹp nám là an toàn, chà ngon ghê. Rồi đẹp nám là an toàn, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Trời ơi lương này hấp dẫn nha, phê thiệt luôn. Đây cả nhà ơi, đây có hoa quạnh đứng ra nè. Ui con này nó hơi thấp cả nhà. Ui nè anh, nó thấp nè anh, có gì đâu, nó mình lâu lên quá trình lâu nó tát cái coi nè. Ừ, cả nhà xem này, tóc đỏ luôn nè. Con này chắc chui dưới sau có ốc mà. Dù nó mình quá trình mình lâu lên nó xước cái tám nó vậy. Không, cái này tóc trước. Con này chắc cũng cỡ 4 lạng cả nhà. Cỡ 4 lạng đó. Ngon nghe. Ui cái hàng to lắm cả. Tới cái hàng cũng biết không? Bao nghe. Cái đó nó bị lỡ, cái hàng đó nó bị lỡ đó. Đây lương nhiều lắm, lương. Ừ. Nãy giờ có mấy hàng đẹp ghê mà lại không có lương. Giờ nó đi ra ngoài nó ai nở mà nở ngoài đây này phải không? Nó sợ nó ở bạn mà muốn mà đùa. Đã cả nhà ơi, làm phát mà mở hàng là em này là cũng ngon rồi, hơi tráp chuyện nó cho nó vào túi cho tính sau. Không rồi, tôi muốn mà con to lắm đó. Dạ bây giờ là nó dài miếng thôi, nó hôn giỏ luôn rồi. Dạ, đây là hôn giỏ mà tự nhiên luôn đó, mà đất nó vô đất luôn, đất cu lanh, đất hơi tốt quá. Đã cả nhà ơi, rồi dưới đây tìm được cái hang này cả nhà. Đó cả nhà xem cái đường hang này to lắm cả nhà ơi, cái đường hang nó đi ra nghe. Mấy hang này dễ đụng hàng khủng lắm á nghe, nằm nguyên một dưới cái lớp cỏ nè. Rồi đi đẹp xe thôi nghe. Mấy cái hang đã lắm cả nhà, dễ đụng hàng khủng lắm đó nghe. Đó, ui cái nhà ơi nó làm cái cạch. Ui nó riết cái nực ghê cả nhà ơi. Quá khủng luôn. Khủng luôn cả nhà ơi. Ui lần khủng cả nhà ơi. Trời ơi cái con này nó dài thòn á. Nó dài lắm cả nhà ơi. Chà mê luôn. Rồi để định hình đẹp chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Quá wow, đã ghê cả nhà ơi. Quá wow, tuyệt vời luôn. Ui ngon. Vừa xe vào nghe nó làm cái cạch phát nghe, cảm giác nghe phê liền cả nhà. Con này chắc cũng được 4 lạng cả nhà ơi. Con này dài. Ui dưới cái bụng nó vàng nghe, hấp dẫn không? Dưới bụng vàng đẹp cả nhà. Chắc được 4 lạng. Chà. Ô, cái đuôi nó bị cục này cả nhà ơi. Cả nhà xem nè. Cái đuôi mất cái bẻo rồi. Tới ngay góc đây mất cái bẻo đuôi rồi. Rồi vừa thả vào là bắt cạch mà vạch vào mấy cái hàng này thấy là ghiền rồi. Mấy hàng này dễ đụng khủng chét luôn. Trời sương bốn lạng á cả nhà, tuyệt vời luôn. Nó đóng rồi nha, cái đếp vừa nó đóng mà nó dính rồi đây cả nhà. Nó rỉ cái tay xuống là biết là nó đóng chét rồi. Mà nó rỉ xuống mà nghe nó cứ sực là nó đóng không có chét mà nó rỉ xuống là nó đóng có kịch phát là nó đóng chét nụi liền thôi. Quá đã. Vào. Ui ngon cả nhà ơi. Ba con mà thấy nạn rồi cả nhà. Ba con này chắc cũng ký hơn ký rồi cả nhà. Thiệt luôn. Đã. Rồi dưới đây nó có cái hang này. Đó cả nhà thấy cái đường hang mê chưa. Đây này cả nhà. Đó. Ấn lạnh cái đường hang không. Trời ơi mê luôn cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Rồi đi đẹp cao thử nha. Mấy cái hàng thấy mê thì cả nhà ơi. Làm này nó khủng nha. Mấy đàn hàng gì có lường khủng lắm. Thời gian là dần xuống kìa.
giống ở ngoài nó trao quá à. Mùi ực giống ở ngoài trao quá cả nhà ơi, ở ngoài nó cũng đang trao nước. Trời ơi, nó làm cái đùi dưới lường trao giống phải ở ngoài cả nhà ơi. Ui, nghe nạn nha. Ui, nghe đạm lắm cả nhà ơi. Ui, to, khủng khủng cả nhà ơi. Quá không. Ui, mệt thiệt luôn. Quá đã. Trời ơi, lương nó mê. Rồi đi, chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Nắm lại hoàn toàn vậy, nó tuột cái tay rồi một cái. Ui, con nó múa cái tay của Hiệp nè. Rồi đi, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi đây cả nhà ơi, đã luôn. Wow, bắt gài nó chầm. Ui, tuyệt vời. Con này mê luôn. Nắm lại không khỏe cả nhà. Mình thấy nó dằn lên dằn xuống nha. Mà ở ngoài nó cũng dằn thiệt cả nhà. Mình xe xuống sau nó mới đớp. Tuôn tuôn. Đây một tay nắm lên ta mơ là tuôn liền. Ui nó đếp này. Ui cả nhà ơi. Nó trở ngược lại nó đếp. Nó đếp trong cái mình của nó. Nó tiếp bập 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 á. Con này nam lạng, cỡ nam lạng. Ui nó đếp cái tay của mình. Đếp vừa ngón cái của Hiệp. Trời ơi, lương nó không ghê cả nhà ơi. Nguy hiểm quá. Lương là nhiều con đó nghe, nó hang nghe, nó hung là nó đớp. Nó đớp chứ không phải là không đớp đâu cả nhà nghe. Thì bị nó cán mấy lần rồi đó. Thôi đi cho nó vào túi đó. Nguy hiểm quá. Lương nó đớp rách da nè cả nhà. Đớp nguy hiểm lắm. Nó đớp rách da luôn mà cái vết thương của nó. Nó lao có bớt lắm. Rồi vào. Cặp 4,5 lần. Ngon. Hai con mà hay nạn nè cả nhà. Sướng thiệt luôn. Sơ sơ mới chứ chưa cái đớp sau là tróc lóc liền thôi. Quá đã, tuyệt vời luôn. Rồi dưới đây nó có cái hang nữa nè. Đó, cả nhà xem cái đường hang đẹp chưa. Trời ơi, nhìn cái đường hang mê luôn cả nhà ơi. Đứng ở trên là nhìn xuống thấy luôn nè, rau băng luôn. Rồi đi xe thôi nha. Mang cái hang nhìn đá cả nhà. Hang này chắc có lương cũng trọng trọng. Ập nước đó. Mới thấy nó ực một cái mà. Ủa, thấy nó ực một cái mà không thấy đâu ta. Đó, ăn nó cả nhà. Đi mà thấy ực cái nghi mà. Vào lớn mình ăn. Nhẹ nhàng lắm quá nhà ơi. Ui. Nghe nó rỉ xuống cái cũng được nha. Ui cả nhà ơi. Được. Ui nó rỉ xuống cái được lắm. Ừ, được nghe con này trong á. Ui nó rực xuống cái được kia cả nhà ơi. Ui bao lớn mà. Ui nó rỉ được lắm cả nhà ơi. Lại này. Lại từ từ. Lại từ từ cả nhà ơi. Ui con này rỉ được cả nhà. Thì được đó. Rồi lay này.
cứng quá cả nhà. Con này nó méo đuôi như này sao rồi, từ từ nó lạnh thôi. Lạnh. Ui, to cả nhà ơi, to quá nè. Quá khủng luôn cả nhà ơi, nè ăn lưng khủng luôn nè, đang mực dữ chắc nụi luôn. Việt Nam là an toàn nè, đang mực dữ là không có chạy đâu à, chà lưng khủng cả nhà ơi, phê thiệt luôn. Trời ơi, nó rỉ xuống phát đã ghê luôn cả nhà. Phê, con này chắc cũng có 4 lạng máy rồi cả nhà. Thì chia sẻ cho các anh em như cả nhà mình cùng xem. Rồi đây cả nhà ơi, wow, xương thiệt luôn à. Con này phải 4 lạng, cả 4 lạng cả nhà. Trời ơi, ăn nha mày, mình lương chả má luôn cả nhà ơi. Phê thiệt luôn nha. Xe phát đầu tiên xuống em thấy nó ực lại, nghi nghi rồi. Mẹ cũng không có nghĩ là chắc lương cả to cỡ này cả nhà. Mình nghĩ chắc nhỏ thôi, cả cao lắm cả 2 lạng thôi. Thế là đây mày lương khủng khiếp thiệt. Trời ơi, nó dì cái tay với nó nghe, riết nghe cảm giác phê luôn cả nhà. Riết phê luôn. Chà, hôm nay trúng lương to, lương xinh không cả nhà ơi. Con này hơi ngán hơn con mới nãy nhưng mà to hơn. Ngán nhưng mà to hơn cả nhà. Này trúng lương khủng không? Đã. Wow. Ui, cả nhà ơi. Nặng tịch luôn cả nhà ơi. Rồi cảm giác nó đám vô lầu phê thiệt luôn. Rồi dưới đây mới tìm được cái hang nữa nè. Đó cả nhà xem cái đường hang đã chưa. Trời ơi, cái đường hang nhìn mê luôn cả nhà ơi. Nước trong khe luôn nha. Rồi đi ép xe thôi cả nhà. Trời ơi, bắt đầu đổ mưa rồi cả nhà ơi. Cái hang nhìn mê thiệt cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Ui, cả nhà ơi, mới thấy nước nó ực nè. Nó mới ực ọc nước lên cái nè. Đó, lên xuống nhẹ nhẹ đó. Đó, ui cả nhà ơi, nó lóc cái đầu lên nè. Nè. Ui to cả nhà ơi. Quá khủng. Ồ, cả nhà thấy nó lú cái đầu chưa? Ui cái đầu bà. Được chứ không khủng lắm đó cả nhà ơi. Nè lên táp nè. Quá nó lú cái miệng lên đã chưa? Phê thiệt luôn cả nhà ơi. Táp nè. Táp phát đầu tiên mà táp đặc. Rồi đau. Ui nó rỉ. À, trời ơi. Ui nó gì nặng quá. Rít nặng quá cả nhà ơi. Rồi đám em không. Quá khủng cả nhà ơi. Không. Ui. Quá wow, lại lưng khủng nước cả nhà ơi, mê thiệt luôn. Trời ơi nó mê. Rồi đi định hình lẹp chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Trời ơi đã lắm cả nhà ơi. Phê thiệt luôn. Rồi đã cả nhà ơi, vô mánh. Quá wow, tuyệt vời luôn. Ủa, con này xịt tường cả nhà ơi. Tường quá. Quá wow, phê thiệt luôn cả nhà ơi. Quá wow. Bị xịt tường nhiều quá cả nhà. Đào quá cả. Quá ngon chưa. Trời nó lú cả đào lên là thấy hấp dẫn liền. Mê thiệt cả nhà. Hôm nay trúng đậm cả nhà ơi. Trúng quá đậm rồi. Lương hôm nay lương đã, lương to không. Tới thấy cái đường hang này mê liền thôi mà. Ghi những mấy cái hang luôn đó cả nhà. Câu lương mà tìm được mấy cái hang đó là quá đẹp luôn.
Trời mưa cả nhà ơi. Dự báo hôm nay mưa lớn lắm này. Chiều nay khả năng mưa lớn lắm này cả nhà. Rồi, đi thịt cho nó vào túi luôn nè. Con này bị xịt tương quá cả nhà. Ui, xịt tương quá. Xịt đỏ luôn cả nhà ơi. Thôi không khoe đâu. Xịt tương nhiều quá. Lào bớt á. Rồi đụng mấy lưng khủng. Cái đó là kéo phê rồi cả nhà. Đã thiệt luôn ạ.